Đài vô địch của tạp chí The Ring được ví như chén thánh quyền Anh. Bất cứ võ sĩ nào cũng muốn được sở hữu danh hiệu này, dù chỉ một lần trong sự nghiệp. The Ring là danh hiệu mà Tyson Fury từng hai lần giành được. Vào trung tuần tháng 8 năm 2022, Tyson Fury chính thức bỏ trống danh hiệu của tạp chí The Ring. Sau nhiều lần đề cập đến việc giải nghệ, Tyson Fury đưa ra quyết định bỏ trống một chức vô địch. Tuy nhiên, không có đề cập đến việc Fury bỏ trống danh hiệu WBC, có nghĩa là Tyson Fury vẫn có khả năng tranh chức vô địch không thể tranh cãi của hạng nặng. Hành động của Tyson Fury khiến Oleksandr Usyk và Anthony Joshua có thêm động lực, bởi người chiến thắng trong trận tái đấu vào đêm 20 tháng 8 2022 cũng sẽ trở thành nhà vô địch mới của The Ring. Vào tháng 7 năm 2015, những nhà tổ chức thông báo đã đạt được thỏa thuận để tổ chức trận thách đấu của Tyson Fury trước võ sĩ số 1 thế giới lúc bấy giờ là Vladimir Klitschko, võ sĩ thống trị quyền Anh hạng nặng suốt hơn một thập kỷ. Emmanuel Stewart, người đã từng là huấn luyện viên của Tyson Fury và Vladimir Klitschko cho đến khi ông qua đời vào năm 2012, đã từng tuyên đoán rằng Tyson Fury là nhà vô địch thừa kế ngai vàng của Klitschko. Trận đấu dự kiến tổ chức vào đêm 24 tháng 10 năm 2015. Nhưng do Vladimir Klitschko bị chấn thương bắp chân, nên những nhà tổ chức phải lùi trận đấu đến ngày 28 tháng 11 năm 2015. Và đêm 28 tháng 11 năm 2015, một đám đông khoảng 55.000 người đã lấp đầy khán đài sân vận động Esprit ở Düsseldorf của nước Đức, chứng kiến nhà đương kim vô địch Vladimir Klitschko bối rối trước một Tyson Fury liên tục di chuyển, không cho Vladimir phát huy những cú đấm sở trường. Đồng thời, võ sĩ có biệt danh vua giang hồ với thói quen vừa chọc tức đối thủ, vừa bất ngờ tung ra những cú đấm ghi điểm. Cú đấm khá đẹp ở hiệp đấu thứ 9 cùng hai cú móc trái trong các hiệp còn lại là quá đủ để Tyson Fury phúc phục cả ba giám khảo, trong đó có hai giám khảo cho anh số điểm là 115 và một giám khảo cho anh số điểm là 116 so với 112, 112 và 111 mà Vladimir Klitschko nhận được. Đêm 28 tháng 11 năm 2015, phần lớn khán giả là các cổ động viên của Vladimir Klitschko bàng hoàng chứng kiến thần tượng của mình sụp đổ, mất tất cả trước một Tyson Fury hài hước và quá bản lĩnh. Thất bại thứ tư trong sự nghiệp nhà nghề cũng là thời điểm chứng minh lời tiên đoán của cố huấn luyện viên Emmanuel Stewart từng làm việc với cả Tyson Fury và Vladimir Klitschko là đúng 100%, khi ông từng tiên đoán trước khi qua đời rằng Tyson Fury là nhà vô địch thừa kế ngai vàng của Klitschko. Trở thành nhà vô địch của thế giới những người khổng lồ trong đêm thiết lập trận thắng thứ 25 liên tiếp trong sự nghiệp, chẳng những Tyson Fury đoạt 4 đai vô địch WBA Super, IBF, WBO, IBO mà The Gypsy King còn trở thành nhà vô địch thứ 28 trong lịch sử của tạp chí The Ring, một danh hiệu mà bất cứ võ sĩ chuyên nghiệp nào cũng mơ ước. Vào ngày 8 tháng 12 năm 2015, Liên đoàn Quyền Anh Quốc tế đã tước danh hiệu của Fury vì hợp đồng thách đấu với Vladimir Klitschko bao gồm một điều khoản tái đấu, trong khi Raskov mới là đối thủ bắt buộc của IBF mà Tyson Fury phải đối mặt tiếp theo. Tyson Fury và người anh họ là Yuri Fury bị tổ chức anti-doping của Anh buộc tội dương tính với chất cấm. Trong thời gian chờ đợi kết quả chính thức điều tra về các vấn đề chống doping và y tế, Tyson Fury đã chủ động trả lại các danh hiệu hạng nặng WBA Super, WBO và IBO mà anh từng đoạt của Vladimir Klitschko hồi cuối năm 2015. Ngày 13 tháng 10, Hội đồng Kiểm soát Quyền Anh của nước Anh quyết định đình chỉ giấy phép thi đấu Quyền Anh của Tyson Fury. Vào ngày 10 tháng Giêng năm 2018, Tyson Fury thông báo qua tài khoản Twitter của anh rằng anh sẽ được tái áp dụng giấy phép thi đấu Quyền Anh sau khi anh cung cấp hồ sơ y tế mới nhất không dương tính với chất cấm cho Hội đồng Kiểm soát Quyền Anh của nước Anh. Vào ngày 20 tháng 5 2018, võ sĩ người Albany 39 tuổi, Sefer Seferi, được xác định là đối thủ của Fury trong trận đấu dự kiến kéo dài 10 hiệp. Vào đêm 9 tháng 6 năm 2018, trong cuộc so găng với đối thủ người Albany Seferi tại võ đài Manchester Arena và với những pha tung đòn chính xác của Tyson Fury đã làm cho đối thủ Seferi bị chấn thương và chấp nhận thua cuộc ở hiệp đấu thứ tư. Sau khi thiết lập kỷ lục 26 trận thắng liên tiếp, Tyson Fury hướng đến cuộc so găng được chờ đợi với Deontay Wilder.
Kể từ sau trận hòa gây tranh cãi hồi cuối năm 2018, cả Deontay Wilder và Tyson Fury đều hai lần thưởng đài và giành chiến thắng. Nhà đương kim vô địch của WBC, Deontay Wilder thì tạo nên hai chiến thắng ấn tượng khi nhanh chóng hạ gục đồng hương Dominic Brazil ở ngay hiệp đầu tiên tại trung tâm Barclays vào đêm 18 tháng 5 trước khi hạ knock out Luis Ortiz ở hiệp đấu thứ 7 vào đêm 23 tháng 11 năm 2019 tại chỗ đài Emirates Grand. Trong khi Tyson Fury cũng tạo nên trận thắng knock out kỹ thuật trước Tom Spa ở hiệp đấu thứ 2 vào đêm 15 tháng 6 năm 2019 tại chỗ đài Emirates Grand, nhưng vất vả trước Otto Wallin khi bị võ sĩ người Thụy Điển này đấm rách phía dưới chân mày phải và phải nhờ đến số điểm kỹ thuật mới tránh khỏi trận thua đầu tiên trong sự nghiệp. Sau trận thắng điểm trước Otto Wallin, uy tín của vua giang hồ Tyson Fury suy giảm nghiêm trọng, dẫn đến võ sĩ người Vương quốc Anh quyết định sa thải huấn luyện viên Ben Davidson để lựa chọn Javan Hill, một huấn luyện viên khá nổi tiếng ở Detroit. Võ đài Emirates Grand ở thành phố Las Vegas chào đón khoảng 16.000 người yêu thích môn quyền Anh đến để chứng kiến trận tái đấu được chờ đợi nhất trong đầu năm 2020, cuộc so găng lần thứ hai giữa Deontay Wilder và Tyson Fury. Võ sĩ 31 tuổi đến từ Vương quốc Anh Tyson Fury hoàn toàn lột xác kể từ sau trận thắng điểm Otto Wallin và thay đổi huấn luyện viên. Trước đối thủ là nhà đương kim vô địch hạng nặng giữa đai WBC suốt 5 năm, đồng thời từng hạ knock out anh hai lần trong trận hòa đầy tranh cãi vào cuối năm 2018 như Deontay Wilder. Vua giang hồ Tyson Fury nhập cuộc khá tự tin và luôn chủ động dùng ép nhà đương kim vô địch của WBC theo cách mà ít ai có thể tưởng tượng được. Sự chế giễu đối thủ trong những hiệp đầu của trận đấu đã không còn ở Tyson Fury, mà thay vào đó là sự quyết tâm được thể hiện ngay từ đầu, làm cho kế hoạch kéo dài thành tích 11 lần bảo vệ đai WBC của Deontay Wilder bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nếu như trong trận đấu vào cuối năm 2018, Tyson Fury chiếm ưu thế trong giai đoạn đầu bằng những đòn đấm chính xác, nhưng bị Deontay Wilder đánh ngã đài hai lần trong giai đoạn còn lại, thì trận tái đấu này, Tyson Fury đã không cho đối thủ cơ hội lật ngược thế trận. Khi vua giang hồ với kỹ năng tung đòn kết hợp với chiến thuật hợp lý cho từng thời điểm đã giúp võ sĩ 31 tuổi này chấm dứt sự thống trị đài WBC tranh giá kéo dài suốt 5 năm qua bằng đòn hạ knock out kỹ thuật Deontay Wilder ở hiệp đấu thứ 7. Thi đấu vượt trội Wilder trong trận tái đấu, Tyson Fury chẳng những đoạt đai vô địch hạng nặng WBC mà anh còn lần thứ hai trở thành nhà vô địch của tạp chí The Ring, danh hiệu mà anh bị tước vào ngày 1 tháng 2 năm 2018 vì không xác định thách thức tiếp theo được tạp chí The Ring ra giới hạn vào ngày 31 tháng 1.